Ai, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà đang làm gì đó? Mèo 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 mèo. Đó, bé mèo xin kính chào cả nhà. Thì hôm nay Linda quay trở lại với một clip nói về con đĩa Kenny sản xuất bằng ảo tưởng. Kenny sang là xưa rồi, bây giờ là đặt tên nữa là Kenny sản, cái gì nó sản quá, đụng đau sủa đó. Hôm nay ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Và bây giờ là tập 4 cho nó quay về, tập 4 rồi quay về. Sao? Sủa đã chưa? Và trước khi hỏi những câu hỏi về Kenny sản thì Linda cho Linda được phép hỏi mọi người nhé. Hỏi cho ai và những ai đang giữ đĩa bay của nó, hãy trả cho nó bay về vũ trụ mẹ nó đi. Nó xuống này nó đám, xuống này nó phá hoại hoài. Trời ơi, nổ quá vậy này. Hả? Nổ chừa đường sinh sống cho những người neo đơn, những người mà mưu sinh. Mày nổ quá rồi, đất đâu người ta sống. Nổ quá rồi, những cái người mà bán giấy số đó, người ta đâu còn đất đi bán nữa. Hả? Nói gì nổ, mày nổ bằng mẹ không? Nổ bằng mẹ không? Bà mẹ mày cái quần xì nè mẹ mua hả? 4.000 đô này chưa khoe nè mày. Mẹ mày, nổ nổ cho cố vô. Con nít á, ta tụi tao mở lý, tao mở Facebook mày ra cho nó coi, nó còn chữ cha mày đó. Nó trời ơi, cái mặt thì thấy ghê quá. Cô ra ơi, cái mặt nó thấy ghê quá đó. Mày nghe không, con nít 3 tuổi mà nó còn biết chơi mày đó. Cái mặt mày như cái mày biết cái gì không? Giống như là cái miếng xương cháo má heo đó. Bà nội cha mày xương cháo má heo người ta còn mua, người ta còn bỏ tiền ra ăn. Còn mày, thứ của mày á, bỏ giặt cái má mày ra chó nó đé thèm nhai nữa đó. Nói vậy là mày hiểu ha? Rồi cái phần đó dẹp qua đi. Cái phần quan trọng thứ hai tao nói mày nghe nè. Mày nói ca sĩ MTV Sơn Tùng đạo nhạc, đạo ông nội cha mày đó là thần tượng của tao. Bà nội mày, người ta đạo nhạc mà, trời ơi, cái bài hát của người ta ai cũng nghe hết, ai cũng đều thích hết. Phải không? Còn mặt người hôn mày, mày đâu có đạo. Người ta đạo nhạc mà người ta được nổi tiếng là được nhiều người biết đến. Và hơn nữa là người ta rất là đẹp. Còn mày, mày đạo dụ á, đi đụ dạo á, chứ đạo nhạc cái gì? Ô mẹ mày thứ đụ dạo, đạo dụ mà chơi người ta đạo nhạc. Sơn Tùng là người tình, là dạng như là người tình trong tim của tao, là thần tượng của tao. Mày đụng tới là chết mẹ mày đó. Quốc mà tao đá đụ mày lũng phổi mày đó mày. Nói mày lần này cuối cùng rồi mày. Má mày, hỏi ra đụng ai cũng chơi mặt mày đẹp quá mày chơi người ta. Tao là tao không muốn làm clip nói mày đâu. Nhưng mà giờ làm clip này chắc nhiều người nghĩ là Linda chửi câu like. Nói hẳn là đúng, chửi mày câu like đó. Nếu mà clip này mà trên 40.000 like là mày biết rồi đó ha. Là mày biết bao nhiêu người ghét mày rồi đó. Bà nội mày, má chữ mà đứt chìa khóa luôn vậy trời. Má gì chứ, đó, nè hăng. Thôi, thì tao nói nhiều đây thôi, biết không? Tại vì mình nói cho nên mình nói nhiều quá đó. Bất công là hai cái thế giới nó khác nhau. Một cái là vũ trụ của chó và một cái là cái đất của người. Không có nói chuyện hạp được. Nói một hồi là đủ má máu sẵn hậu sẵn lên nữa. Nói vậy đó, mong những lời hay ý đẹp này á là thấm vào cái đầu và cái óc đó của mày hen. Còn phần thứ hai là tao chữ cha mà mấy thằng mà ghép cái hình tao chứ thằng Lệ Rơi với thằng Kenny sản là ghép cho vô ba cái tấm hình mà tao ôm Lệ Rơi cái tấm hình gì phim gì của này phim lộn giới phải không bà nội cha đó, tao đâu có đóng phim đâu mà tụi mày ghép vô. Ô mẹ, vừa phải thôi chứ, mở ra cái đường mày ghép mình người khác làm bôi nhọ người khác tao mới vui lắm hả. Nhưng mà kệ, cứ ghép, nói gì thôi chứ cứ ghép vào cái nói chuyện của bay mà không, càng ghép thì càng nổi tiếng. Chị cảm ơn mấy cưng, nhưng mà khỏi ghép tôi lộn giới. Bà mẹ phiếu cha thì phim hay không ghép, ghép cho lộn giới chi đã. Tao từ lúc tao mới đẻ ra từ nhỏ tới lớn tao biết tao bị lộn rồi, khỏi ghép cho lộn giới ha. Mà ghép cũng mắc dạy nữa, ghép tấm thợ ở chằn tao đau đời rồi, tao ở chằn ghép tấm thợ ở chằn đưa lúc chú đấy ghê vậy. Thôi vừa phải rồi nha. Rồi nó kêu nó nói vậy đó, nhưng mà muốn ghép cứ ghép, mà ghép phim nào đẹp đẹp chút. Ghép phim Mỹ rồi đó. Trời ơi, còn mấy cái con mấy con mà ơi. Và Linda xin cảm ơn mọi người rất nhiều và đã nói được hai vấn đề đó rồi. Thì hôm nay chúc mọi người buổi chiều thật là vui vẻ. Mọi người thấy quang cảnh ở đây có đẹp không ạ? À? Đây nó giống như hồ Xuân Hương vậy đó. Nhưng mà không phải hồ Xuân Hương má. Cái này là người ta đào đất lên. Rồi trời mưa đó nó đổ xuống rồi giống như cái hồ chứ thật sự là bãi đất trống má ơi. Thôi Linda chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ha. Và đừng quên ủng hộ Facebook của Linda, facebook.com @linda 0999. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Linda, tuy và có vài lời chửi thề nhưng mà miễn sao các bạn thấy đúng và các bạn thấy nó vui vẻ là ok rồi. Không quên chúc một người buổi chiều thật là vui vẻ, đừng gọi tia nắng long lanh qua hàng mi để nụ cười em lung linh trên phố đôi chân lên phố la la la.